tân huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào tháng 3. Nối gót huấn luyện viên Kiatisak, cựu danh thủ Thái Lan đến Việt Nam. Ngó lơ tại Pháp, Quang Hải cân nhắc về dự AFF Cup. Tân huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào tháng 3. Đội tuyển Việt Nam sẽ có đợt tập trung mới từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 3. Và đó sẽ là đợt hội quân đầu tiên dưới thời tân huấn luyện viên trưởng, người sẽ thay thế cho ông thầy người Hàn Quốc Park Hang-seo. Theo kế hoạch của các đội tuyển quốc gia Việt Nam trong năm 2023, từ ngày 15 tháng 2 đến 18 tháng 3, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ tập trung và thi đấu vòng chung kết U20 châu Á 2023. Cũng trong quãng thời gian từ 20 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3, đội U23 Việt Nam cũng sẽ tập trung để chuẩn bị cho SEA Games diễn ra tại Campuchia vào tháng 5. Trong khi đó thì AFF Cup thì đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 3 và theo lịch của FIFA Day. Đây cũng là đợt tập trung đầu tiên của tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên mới kế nhiệm ông Park Hang-seo. Sau đó thì trong giai đoạn từ ngày 18 tháng 4 đến 16 tháng 5, U23 Việt Nam sẽ hội quân, rèn luyện và thi đấu môn bóng đá nam tại SEA Games 2023 ở Campuchia. Sau đó tuyển Việt Nam cũng sẽ tiếp tục tập trung từ ngày 10 đến 19 tháng 6 và thi đấu giao hữu quốc tế từ 21 đến 25 tháng 7. Trong giai đoạn tháng 9, 10 và 11, tuyển Việt Nam cũng sẽ có thêm 3 đợt tập trung dựa trên lịch của FIFA Day. Hiện tại những ứng viên cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam vẫn còn bò ngỏ khi mà ông Park vẫn còn dẫn dắt đội tham dự AFF Cup 2022. Tuy nhiên hiện đang có 10 ứng viên danh tiếng muốn trở thành huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam, trong đó có ông Dragan Skocic, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Iran, Slaven Sladezic, U17 Bayern Munich, Robert Bronetsky, cựu trợ lý tuyển Croatia và cựu huấn luyện viên đội Bosnia, cựu cầu thủ Barcelona và Real Madrid. Ngoài ra còn có Božidar Bandović, cựu huấn luyện viên trưởng Olympiacos và Buriram United, Mark Whitmore, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bỉ và Javier Clemente, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Tây Ban Nha. 3 ứng viên đến từ châu Á, trong đó một người từ Đông Nam Á và một ứng viên đến từ Brazil. VFF đã nhận được sự hồ sơ ứng cử của một số ứng viên hoặc qua nhà môi giới, không có nhà môi giới của Hàn Quốc. Các ứng viên nói trên đều không đề cập đến việc dẫn dắt đội U23 Việt Nam. Nối gót huấn luyện viên Kiatisak, cựu danh thủ Thái Lan đến Việt Nam. Theo thông tin đến từ truyền thông Thái Lan, cựu tuyển thủ Isawat Singthong của bóng đá xứ chùa vàng đang có một cuộc đàm phán với câu lạc bộ Lâm Đồng của Việt Nam ở giải hạng nhì. Gần như là đôi bên sẽ chắc chắn đi đến thỏa thuận hợp tác từ mùa giải 2023 với mục tiêu là thăng hạng. Như vậy thì sau ông Kiatisak, một vị huấn luyện viên người Thái Lan khác cũng sẽ đến Việt Nam làm việc. Cựu tuyển thủ Isawat Singthong là cái tên không còn xa lạ đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Kể từ năm 2003, tiền vệ xứ chùa vàng có khoảng thời gian ngắn thi đấu tại một số câu lạc bộ của Việt Nam như Bình Định, An Giang, Đồng Tháp. Đặc biệt, Isawat Singthong đã gắn bó với câu lạc bộ Bình Định khoảng thời gian 3 năm và để lại nhiều dấu ấn rõ nét về lối chơi, kỹ thuật và sẵn sàng va chạm mỗi khi có mặt trên sân. Hiện tại thì sau 14 vòng, câu lạc bộ Lâm Đồng đang có 23 điểm và xếp thứ 3 ở bảng đấu A trên bảng xếp hạng. Phía trên câu lạc bộ này là câu lạc bộ Hòa Bình với 23 điểm nhưng hơn về mặt hiệu số. Xếp đầu bảng là câu lạc bộ Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc với 24 điểm. Đây được xem là sự bổ sung cần thiết với câu lạc bộ Lâm Đồng. Do thi đấu ở Việt Nam đã lâu, ông Isawat Singthong chắc chắn sẽ rất am hiểu về thời Việt Nam cũng như là lối chơi của các đội bóng đất Việt. Đồng thời vị huấn luyện viên này cũng nói tiếng Việt rất giỏi. Nói thêm về vị huấn luyện viên sắp tới của câu lạc bộ Lâm Đồng, ông trước đây từng là thủ lĩnh tuyến giữa của tuyển Thái Lan trước khi Thông Lao nổi lên. Dù không còn cống hiến quá nhiều cho đội tuyển quốc gia, cựu tiền vệ Thái Lan vẫn là người góp công cho danh hiệu vô địch Tiger Cup 2002 và tấm huy chương vàng SEA Games 2003 trên đất Việt Nam. Bị ngó lơ tại Pháp, Quang Hải cân nhắc về dự AFF Cup. Quang Hải tiếp tục bị ngó lơ tại đội nhà Pau FC khi hòa được bóng mạnh Bordeaux 1-1 ở vòng 15 League 2 vào hôm 13 tháng 11 theo giờ Hà Nội. Phải tới làm khách đội bóng đang đứng nhì bảng giải hạng 2 nước Pháp nhưng huấn luyện viên trưởng Didier Thorlot vẫn tự tin sử dụng sơ đồ chiến thuật quen thuộc là 5-3-2. Tiền đạo Myron Jorger trở lại đội hình xuất phát để đá cặp với Bersoma Mina, trong khi hàng tiền vệ gồm 3 cái tên là Eddie Strinvetcher, Henry Saivet và Bernard. Điều này đồng nghĩa với việc tiền vệ tuyển Việt Nam sẽ phải ngồi dự bị. Thực tế, các cầu thủ mà chiến lược gia Didier Thorlot lựa chọn đều chơi khá tốt. Họ thậm chí còn bất ngờ có bàn vừa lên dẫn trước nhờ công của tiền đạo Basiu Mina ở phút 23. Nhưng bị chạm vào lòng tự ái thì những phút sau đó chủ nhà Bordeaux cũng dâng cao đội hình dồn ép đội khách Pau FC đến nghẹt thở. Dù vượt trội, thời lượng về kiểm soát bóng và số lần dứt điểm, thế nhưng cũng phải nhờ đến phút 87 thì Bordeaux mới có bàn gỡ 1-1 nhờ vào cú đệm bóng cận hành của Lenny Primiguez. Kết quả trên cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu khiến chủ nhà Bordeaux có phần thất vọng, trong khi Pau FC lại quá hài lòng. Họ hiện đang đứng thứ 9 với 21 điểm, trong khi Bordeaux với 28 điểm đang xếp thứ 2, kém 4 điểm so với đội đỉnh bảng là Le Havre. Đáng nói, trong suốt thời gian trận đấu này, dù huấn luyện viên trưởng Thorlot đã có những điều chỉnh về mặt nhân sự, song Quang Hải lại tiếp tục bị ngó lơ. Đây là lần thứ hai liên tiếp số 19 không được ra sân một phút nào trong trận đấu mà Pau FC. Tại trận đấu này, giải Ligue 2 cũng tạm nghỉ trong thời gian diễn ra World Cup. Việc Quang Hải không được trọng dụng diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Pau sẵn sàng cho anh vệ tham dự AFF Cup cùng tuyển Việt Nam.
Một lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam mới đây cho biết sẽ làm việc với PAOFC để cho phép Quang Hải về dự AFF Cup vào cuối năm. Vấn đề là Quang Hải có muốn hay không mà thôi, lãnh đạo của VFF nhấn mạnh. VFF trước đó từng tiết lộ phía PAOFC không muốn nhả Quang Hải cho tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup bởi giải đấu này không nằm trong đợt FIFA Day. Có vẻ đóng góp hiện tại của Quang Hải đã không còn quá quan trọng với PAOFC. Thực tế là trong những vòng gần đây, cựu tiền vệ Hà Nội đã không được huấn luyện viên Thò Lót sử dụng phút nào. Chính vì vậy, nếu như VFF có thuyết phục được PAOFC quay xe, những vấn đề Quang Hải cần phải được đưa ra quyết định của mình có về dự AFF Cup 2022 với tuyển Việt Nam hay không. Nối gót huấn luyện viên Kia Tisak, cựu danh thủ Thái Lan đến Việt Nam. Theo thông tin đến từ truyền thông Thái Lan, cựu tuyển thủ Isawa Sinh Thông của bóng đá xứ Chùa Vàng đang có một cuộc đàm phán với câu lạc bộ Lâm Đồng của Việt Nam ở giải hạng nhì. Gần như là đôi bên sẽ chắc chắn đi đến thỏa thuận hợp tác từ mùa giải 2023 với mục tiêu là thăng hạng. Như vậy thì sau ông Kia Tisak, một vị huấn luyện viên người Thái Lan khác cũng sẽ đến Việt Nam làm việc. Cựu tuyển thủ Isawa Sinh Thông là cái tên không còn xa lạ đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Kể từ năm 2003, tiền vệ xứ Chùa Vàng có khoảng thời gian ngắn thi đấu tại một số câu lạc bộ của Việt Nam như Bình Định, An Giang, Đồng Tháp. Đặc biệt, Isawa Sinh Thông đã gắn bó với câu lạc bộ Bình Định khoảng thời gian 3 năm và để lại nhiều dấu ấn rõ nét về lối chơi, kỹ thuật và sẵn sàng va chạm mỗi khi có mặt trên sân. Hiện tại thì sau 14 vòng, câu lạc bộ Lâm Đồng đang có 23 điểm và xếp thứ 3 ở bảng đấu A trên bảng xếp hạng. Phía trên câu lạc bộ này là câu lạc bộ Hòa Bình với 23 điểm nhưng hơn về mặt hiệu số. Xếp đầu bảng là câu lạc bộ Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc với 24 điểm. Đây được xem là sự bổ sung cần thiết với câu lạc bộ Lâm Đồng. Do thi đấu ở Việt Nam đã lâu, ông Isawa Sinh Thông chắc chắn sẽ rất am hiểu về thời Việt Nam cũng như là lối chơi của các đội bóng đất Việt. Đồng thời vị huấn luyện viên này cũng nói tiếng Việt rất giỏi. Nói thêm về vị huấn luyện viên sắp tới của câu lạc bộ Lâm Đồng, ông trước đây từng là thủ lĩnh tuyến giữa của tuyển Thái Lan trước khi Thông Lao nổi lên. Dù không còn cống hiến quá nhiều cho đội tuyển quốc gia, cựu tiền vệ Thái Lan vẫn là người góp công cho danh hiệu vô địch Tiger Cup 2002 và tấm huy chương vàng SEA Games 2003 trên đất Việt Nam. Bị ngó lơ tại Pháp, Quang Hải cân nhắc về dự AFF Cup. Quang Hải tiếp tục bị ngó lơ tại đội nhà PAOFC khi hòa được bóng mạnh Bordeaux 1-1 ở vòng 15 League 2 vào hôm 13 tháng 11 theo giờ Hà Nội. Phải tới làm khách đội bóng đang đứng nhì bảng giải hạng 2 nước Pháp nhưng huấn luyện viên trưởng Didier Thorlot vẫn tự tin sử dụng sơ đồ chiến thuật quen thuộc là 5-3-2. Tiền đạo Myron Jorge trở lại đội hình xuất phát để đá cặp với Bersoma Mina, trong khi hàng tiền vệ gồm 3 cái tên là Eddie Strinvetcher, Henry Saivet và Bernard. Điều này đồng nghĩa với việc tiền vệ tuyển Việt Nam sẽ phải ngồi dự bị. Thực tế, các cầu thủ mà chiến ở ra Didier Thorlot lựa chọn điều chế khá tốt. Họ thậm chí còn bất ngờ có bàn vừa lên dẫn trước nhờ công của tiền đạo Basil Mina ở phút 23. Nhưng bị chạm vào lòng tự ái thì những phút sau đó chủ nhà Bordeaux cũng dâng cao đội hình dồn ép đội khách PAOFC đến nghẹt thở. Dù vượt trội, thời lượng về kiểm soát bóng và số lần dứt điểm, thế nhưng cũng phải nhờ đến phút 87 thì Bordeaux mới có bàn gỡ 1-1 nhờ vào cú đệm bóng cận hành của Lenny Primiguez. Kết quả trên cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu khiến chủ nhà Bordeaux có phần thất vọng, trong khi PAOFC lại quá hài lòng. Họ hiện đang đứng thứ 9 với 21 điểm trong khi Bordeaux với 28 điểm đang xếp thứ 2, kém 4 điểm so với đội đỉnh bảng là Le Havre. Đáng nói, trong suốt thời gian trận đấu này, dù huấn luyện viên trưởng Thorlot đã có những điều chỉnh về mặt nhân sự, song Quang Hải lại tiếp tục bị ngó lơ. Đây là lần thứ hai liên tiếp số 19 không được ra sân một phút nào trong trận đấu mà PAOFC. Tại trận đấu này, giải Ligue 2 cũng tạm nghỉ trong thời gian diễn ra World Cup. Việc Quang Hải không được trọng dụng diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng PAO sẵn sàng cho anh vệ tham dự AFF Cup cùng tuyển Việt Nam. Một lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam mới đây cho biết sẽ làm việc với PAOFC để cho phép Quang Hải về dự AFF Cup vào cuối năm. Vấn đề là Quang Hải có muốn hay không mà thôi, lãnh đạo của VFF nhấn mạnh. VFF trước đó từng tiết lộ phía PAOFC không muốn nhả Quang Hải cho tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup bởi giải đấu này không nằm trong đợt FIFA Day. Có vẻ đóng góp hiện tại của Quang Hải đã không còn quá quan trọng với PAOFC. Thực tế là trong những vòng gần đây, cựu tiền vệ Hà Nội đã không được huấn luyện viên Thò Lót sử dụng phút nào. Chính vì vậy, nếu như VFF có thuyết phục được PAOFC quay xe, những vấn đề Quang Hải cần phải được đưa ra quyết định của mình có về dự AFF Cup 2022 với tuyển Việt Nam hay không.